Trưa 25 tháng 9, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị cho biết do ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, trong 24 giờ qua, trên địa bàn tỉnh có dông sét, mưa to. Theo dự báo, địa bàn tỉnh sẽ có mưa lớn trên diện rộng vào những ngày sắp tới, kéo dài đến ngày 27 tháng 9, có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Hiện toàn tỉnh có 2.273 tàu, với 5.503 thuyền viên kịp vào neo đậu tại các bến của tỉnh, còn 13 tàu, với 100 thuyền viên đang hoạt động trên biển. Ngoài ra, có 79 tàu với 702 thuyền viên ngoại tỉnh đang vào neo đậu tại các bến trong tỉnh. Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, dông sét khiến một ngư dân bị thiệt mạng. Đó là ông Trần Khương Tê, 59 tuổi, trú thôn 6, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đang đánh bắt cá tại vùng biển tỉnh Quảng Trị bằng thuyền nan công suất 12 CV thì bị sét đánh. Chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình nạn nhân. Để đảm bảo an toàn cũng như thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị có kế hoạch ứng phó thời tiết nguy hiểm trên biển, mưa lớn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Trong đó, chú trọng triển khai lực lượng kiểm tra, ra soát khu vực nguy cơ cao xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, bố trí người canh gác, chốt chặn và sẵn sàng phương tiện, vật tư ứng phó, khắc phục sự cố, sẵn sàng cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống xấu xảy ra.